và trong ngờ anh hái bông hoa anh cài lên tóc em rồi nắm đôi tay của em nhạc vang lên theo trái tim anh từng nhịp bước đến bên em chợt anh nhìn cái ngốc say sưa nụ cười trên mắt em người nói những câu dịu êm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đón nàng về. Vì anh là good boy, thích veo mà không phải quất roi. Mấy thằng lau cá đều là nhất thời, chỉ có tình yêu anh là nhất thôi. Nên nếu có tách nhau ra, dù khoảng cách bao xa, em cứ đánh cược 5 giây đêm đón nàng về. Vì anh là good boy, thích veo mà không phải quất roi. Mấy thằng lau cá đều là nhất thời, chỉ có tình yêu anh là nhất thôi. Nên nếu có tách nhau ra, dù khoảng cách bao xa, em cứ đánh cược 5 giây đêm. Chào bạn nhé.